về bản lĩnh của chính mình. Bên cạnh sự giảng dạy đầy tâm huyết của các thầy cô giáo, đội vui đông hơn hết còn được mọi người biết đến nhờ những thành tích trong học tập và phong trào của các thế hệ học sinh, những giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế, những dự án khoa học kỹ thuật và cả những chương trình câu lạc bộ đầy năng động được thành lập bởi các bạn học sinh. Nối với truyền thống đó, We Know We Share được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 bởi hội cựu học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa, mang sứ mệnh kết nối các thế hệ học sinh và định hướng cho các bạn trẻ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai. Trải qua 14 năm thành lập, trở thành chương trình thường niên và lâu đời nhất của Lê Quý Đôn, We Know We Share đã thu hút hơn hàng trăm người tham dự và tư vấn viên đến từ 50.000 người khác nhau. Trở lại 2024, We Know We Share mang đến làn gió mới với việc phát triển trên các nền tảng số, đưa nền tảng website và các kênh mạng xã hội ra thành một phần của chương trình. Từ đó nhằm phù hợp với xu hướng tuyển viên mới và tạo ra môi trường làm việc phát triển hơn cho tổ chức. Trên hết, việc định hướng ESG cho về phát triển bền vững được tập trung vào việc vận hành mang tới trách nhiệm với xã hội, môi trường và quản lý trong tổ chức, tạo ra một sự đồng nhất cho cả cộng đồng tập thể. 2024 này, We Know We Share tiếp tục theo đuổi sứ mệnh tạo ra cơ hội kết nối, tư vấn tuyển sinh cũng như trao đổi thông tin ngành nghề giữa nhóm đối tượng tư vấn viên là các cựu học sinh và nhóm nghe tư vấn viên là các học sinh nói chung. Và ngay lúc này, chương trình đã và đang cố gắng tạo ra những sự khác biệt bằng các hoạt động chuyển đổi số trên các nền tảng số, thay đổi các chỉ số ESG. Với những sự thay đổi tích cực, We Know We Share chúng mình hứa hẹn sẽ mang tới một sự trở lại đầy ngoạn mục và thành công hơn bao giờ hết. Bạn sự khởi đầu nan, muốn làm việc lớn thì phải xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất. We Know We Share muốn trở lại thành công thì luôn phải có những góp phần không nhỏ từ những bạn cộng tác viên. Vậy thì, được trở thành một phần nhỏ trong We Know We Share 2024 năm nay, liệu các bạn cộng tác viên đã có cảm xúc như thế nào? Khi là một cộng tác viên của We Know We Share 2024 thì theo bạn, chương trình ở năm 2024 này có điểm gì khác biệt và nổi bật so với những năm trước? Theo mình thì chương trình năm nay thì đã mở rộng ra là có website riêng, có kênh YouTube, có cả kênh TikTok cho tất cả các bạn học sinh nào muốn tư vấn viên cho mình thì có thể dễ dàng tiếp cận hơn, không cần nhất thiết phải lên thẳng trường Lê Quý Đôn để mà tham gia, mà các bạn có thể lên trên nền tảng YouTube hoặc là TikTok, các bạn có thể tham khảo ở trên đó. Ngay lập tức cũng có cả website rất là mở rộng trên nền tảng số hiện nay. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Vậy mình có một câu hỏi nữa là khi bạn là một cộng tác viên của We Know We Share 2024 như vậy thì chương trình đã mang lại được những lợi ích gì cho bạn đến thời điểm hiện tại? Thứ nhất thì là chương trình đã cho mình được gặp gỡ rất là nhiều anh chị là cựu học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Các anh chị đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cách làm việc nhóm cũng như là training cho các bạn cộng tác viên để các bạn cộng tác viên có thể mà thích hợp, thích nghi nhanh hơn với lại công việc của mình và gặp gỡ rất là nhiều người. Và đến ngày 4 tháng 2 thì We Know We Share diễn ra thì các bạn cộng tác viên có thể được là được các anh chị tư vấn viên tư vấn về các ngành nghề luôn cho mình có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đó. Cảm ơn những lời chia sẻ của bạn.